Hello everyone, welcome back. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên đó là tựa game Bandy Run. Tựa game rất là nổi tiếng. Cái này nào. Three, two, one, let's go. Mình sẽ không để mất một máu nào. Thì là kết thúc cuộc đời của con bot. Rồi ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Subway Surfer. Thank you.
mình không thích ăn cái dày này đó nó. Bay lên trời rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Tom Woods Run. Oh my god.
theo, đó là tựa game Tom Hero. Minion Roots Oliver Sin. Thank you.
mình sẽ chuyển qua tựa game mà Outlast Tomorrow Go Game. Oh no. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Từ đã, mình sẽ chơi tựa game cắt nó răng trước. Thank you.
Wow. Chế đoàn quá. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game cuối cùng của video này, đó là Lego Junior. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, subscribe, comment để lại ý kiến nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại.